29. Phẩm thí bình đẳng. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm thế nào Đại Bồ Tát đối với tất cả pháp đạt được tướng vi diệu? Phật dạy: Này thiện hiện, các Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, cũng như người được Thế Tôn biến hóa ra, không hành tham dục, sân nhuế, ngu si, không hành sắc uẩn cho đến thức uẩn, cho đến không hành trí nhất thiết trí, không hành nội pháp, không hành ngoại pháp, không hành tùy miên, không hành các